Sau thành công rực rỡ của Mê Hoa Ánh Trăng, Bubble Gum đã nhanh chóng vươn lên trở thành ngôi sao sáng của làng phim xứ Hàn. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, diễn xuất tự nhiên, đầy thuyết phục của anh đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của đông đảo khán giả. Bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả khi nhắc về chàng trai tài sắc vẹn toàn này. Đối với các fan của Bubble Gum, có lẽ đã quá quen với hình ảnh giản dị sử dụng tàu điện ngầm. Ngoài ra, anh chàng còn được đồng nghiệp và mọi người yêu mến bởi tính cách vui tươi cùng nhân phẩm không thể chê vào đâu được. Mới đây, một bài viết được đăng tải cho rằng Bubble Gum thường xuyên tái sử dụng tủ quần áo của mình, không chỉ gần đây mà từ tận thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ quần áo mà cả chiếc đồng hồ cũng được anh chàng tái sử dụng nhiều lần. Lại một lần nữa, mọi người lại phải ngã mũ trước sự giản dị của Bubble Gum. Ở anh hội tụ đầy đủ những phẩm chất hiếm có của một ngôi sao ở đỉnh cao danh vọng. Với tài năng và hình ảnh sạch như thế, chắc chắn Bubble Gum sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp và trở thành diễn viên hàng đầu làn sóng Hollywood chỉ còn là vấn đề thời gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.